cùng với cái cày này. Sao chạy thành phố nhanh thế? Quá chắc rồi. Đứng lên thôi. Từ từ. Để lật người. Đây. Ta đứng sang một bên. Chị em mà tham bên Pháp chả được đi. Đi lộn. Đấy, được rồi, cái này là được, cày nằm một bên. Hoặc không nữa thì cho một phát nữa vào đây. Không, cho anh làm được một bên. Đấy, một bên. Rồi, rồi. Nay đi, nay đi nhá, là giờ là chạy cái này đi thôi. Thì à, tối còn đi cho cái ông Tiệp ở Mỹ Đức. Biết là chưa vậy. À, bảo về qua vất cái đơ cái chỗ. Về đến đâu rồi? Vừa mới bốc lên thôi. Dặn ai? À, ông kia anh dặn rồi, bốc rồi, ngon cầm hết rồi, cả chốt chiếc các thứ đầy đủ luôn. Rồi.
Tí nữa anh xong đi, xong tí nữa anh lấy cái số của anh lái xe. Anh bỏ đi, em gửi luôn cho. Tôi gọi em. Quay đầu vào hơn. Đầu vào đít này nó dọc ré bên này. Đấy thế. Chốc áp thành ấy vào cửa, vào trong. Khởi động mùng 1 đầu tháng, xanh xanh đỏ đỏ, đi đường Phú Lương Thái Nguyên.